Gì đây bác? Con lon nhá. Và thôi con có nước đào rồi, con sẽ uống nước này thôi. Và chúng bật bài khóa lên đi. Để với mình nha. Khi nào đến nơi thì con mặc. Nóng quá. Tắt đi à? Tắt rồi nha. Mẹ thích nghe nhạc này đấy. Mặc nguyên cái váy không thôi. Mẹ thích nghe nhạc này. Xé vào đây, xé vào đây. Xé vào trong đi đấy. Để đấy, mẹ thích nghe nhạc này. Hai con hát nha. Ơ cái loa đằng sau nó không hát nữa nhỉ. Đây. Bài dẫu ta hãy ta mới khóc mẹ rồi, chẳng biết máy mở thế nào. Con nhìn trong gương rồi. Bao nhiêu? 19 mệnh. Anh bật đèn nào, chưa? Thôi đi ra đường hết tất thành. Hát đi mẹ. Hát đi mẹ. Nóng. Điều ngoài đâu? Anh Tài ơi, một mình xuống dưới. Một mình anh xuống dưới ngồi được không? Máy này có ấy được không? Chân quá. Máy này không like được cái gì? Like được. À máy này anh Hương like. Máy Hương nhiều người theo dõi. Này có 3G. Đây. Mấy em ít người theo dõi. Phải phát máy chú Hưng á. Cứ bình tĩnh kệ nó. Mình trước. Nó sẽ ra sao kệ nó. Mình cứ lùi đi. Mình tập trung xem mình bây giờ xung quanh kệ rồi. Ừ. Cho nó đi. Mời đi. Đằng này chứ. Tôi bố đi đi. Chú bố. Đừng. Quay ra đằng kia đi, đừng quay mặt mờ. Để cho bố làm cho nó quen. Đâu đồng ý mời cho nào? Mở. Để bên kia kìa. Ơ mà sao bố không nhìn bánh xe mà sao bố vẫn lái chuẩn thế nhỉ? Thằng bên cạnh cho nó đi trước đi. Nóng quá bác Trung. Để tí bố bình tĩnh nhau cho ấy cửa trước. Mẹ chưa? Chưa. Ôi vừa mở thôi. Hoành tráng. Mẹ nghĩ quá nhỉ. Thế vậy. Con gà ba từ từ. Nhà mình có ai đi Vĩnh Yên chơi không? Bây giờ chuẩn bị đi Vĩnh Yên đây. Đang thừa 2 ghế. Đồng thừa 3 chứ. Cậu Trung chuẩn bị đón cháu nhá. Con chào Nhất Hà nhá. Con chào Nhất Hà. Kiểu giống sao đây? Cú Thóc chuẩn bị đón nhá, đang hành trình chuẩn bị đi Vĩnh Yên chơi nhá. Cả nhà chào. Con chào cả nhà nhá, chúc cả nhà một tối vui vẻ nhá. Đấy, lá chim nó phải nói như vậy. Con chào bao giờ đâu mà biết. Ôi thôi chết rồi, sao lại dí nhầm rồi. Cả nhà nhớ like cho con nha. Mẹ không mà. Cả nhà cho con một thằng này nó sửa. Nó sửa được cái này rồi. Tự nhiên lại mất trống của mình làm sao rồi. Cho nhạc lên đi mất để cho bác Trung. Đưa máy cho nhạc lên con hát. Mang ánh nó được. Ai đi Vĩnh Yên chơi em nào. Bạn chào cả nhà. Ok bạn. Con chào bác Hương Giang. Chào bác Cương. Chào bác Cương, cho cháu công nắp cẩm nào. Cho cái cửa như cửa sông. Cho cái cửa để chờ đi. Cửa sông. Nó mang tay nó đường nơi. Thế to quá. Sao lại lạnh. Mở hát đi, mít ra nghe. Chưa cho con. Mít hát đi nghe. Mang em là được. Mang em được á? Ừ, mang em bị gì á? Ơ bố, chơi cửa sổ này
lên đi. Bố ơi, cho cửa sổ lên đi. Con bấm đấy được rồi. Không được. Không được. Chưa. Đừng có nhặt, đừng nhặt. Chưa. Rồi. Mang nhiều quá. Mang nhiều quá. Cho lên, cho lên, cho lên, anh Tài, cho lên, cho lên hết rồi đi. Đoạn này nó cho đi à? Hả? Đoạn này nó cho đi này. Đứng để đi thẳng mà. Không. Đoạn này á, đoạn này nó cho đi này. Cháu đi Begin chơi tranh thủ. Ý là đoạn này á, đoạn này nó cho sang đường đấy anh này. Ừ. Để cho anh thả lâu rồi. Lái xe. Quay camera tự đi, quay camera tự đi. Ôi, điệu đà vừa thôi, người ta nhìn người ta ném đá cho bây giờ rồi. Trời, thằng này bắt đầu lại thế rồi. Đi 50 như... ở đây chỉ đi 50 đúng không? Vinh Yên thẳng tiến. Con thôi còn to, người cũng to sát. Trọng tài. Giao về hàng cái xem nha. Đang đi. Vậy tay đi, vậy tay đi. Đi Vinh Yên rồi bác ạ. Đèn lên chút sáng thôi. Ôi, tắt đi thế được rồi. Anh Tài, cho nhạc lên em hát. À đây, đi Nghệ An. Đi Nghệ An luôn. Sáng. Về Nghệ An luôn, về thẳng Nghệ An luôn. Ôi, mới đúng nhận. Mẹ, quay ra cầu Việt Trì đi. Chóng mặt. Mọi người ơi, xem cầu Việt Trì nhá. Cầu Việt Trì đâu mà cầu Việt Trì, mày cứ liên thiên. Mày cứ làm như mình nhà mày có cầu Việt Trì. Ngu à. Ơ, Hà Nội đi thẳng 72 cây kìa. Không bắt được mạng à? Đây rồi. Ôi giời, bố mày giật. Chào bác Trung Vlog nha. Bác Trung Vlog bây giờ chuyển thành bác Trung Vlog. Là xe đang mất cái. Ok, đang đi rất là chậm Bùi Hương ạ. Bác Trung Vlog nha. Hello bà. Đừng. Hello bà. Đừng có cúi xuống nhìn. Bà đi đâu mà? Bà sẽ làm. Sợ đấy. Sợ đấy. Bà lại bảo cái nhà này bị thần kinh, bị xe ô tô mà lại còn chào người ta. Em biết rồi. Dạ. Anh Bluetooth của cái mic là gì hay? Của cái mình này là gì mẹ? Mẹ? Cái gì mà 88 á nhỉ? Mẹ, Bluetooth. Anh cứ tìm thấy cái Bluetooth gần nhất à? Nó gần nhất à? Dạ, vâng, cả nhà cháu đi Vinh Yên chơi. Quá 50 rồi, vẫn đi số 3. Trốn đâu ở Hưng? Tôi vẫn ở nhà mà. Đây, cái lòng Bluetooth đây này. À, đây đây. Ở đây nó làm gì đây? Hả? Ở đây nó làm gì đây? Đâu? Đây nó bán này. Vui chơi. À chào em Quỳnh. Chào em chị trẻ yêu. Em mình mang được cái mình lên đây rồi. Này anh Mít nói chuyện cả nhà đi. Cháu chào cả nhà. Chào cả nhà. Cháu chúc cả nhà một buổi vui vẻ. Cả nhà có ai về Vĩnh Yên không? Đang làm. Đây bao lâu cũng có kết nối này. Đâu em sẽ làm. Bùi Hương có ra tới đi nhá. Kết nối chưa? Chưa. Đây đây. Chưa có bao lâu tốt nữa. Gần máy. Cả nhà đi chơi cho cả nhà. Không, không được. Em không. Cái kia đấy. Mic này, mic ba đấy. Cái mic ba đấy. Có phải là đấy thiết bị đấy? Luyện. Alo anh Luyện à? Alo anh Luyện à? Em mất rồi. Em đang đi Vinh Yên chơi. Anh có tao à? Nhìn trong em cũng đi chơi thôi. Anh có việc gì không anh? Anh hiện tại khi nào đón người yêu ra đây đi đúng rồi, đón người yêu ra đây chơi này. Nhá. Nhìn em cơ bắp cuộn cuộn này. Nhìn trong gương này.
bác Trung cho bác Trung cho nhạc quẩy cho nhạc quẩy nhá. Không đừng cho nhạc quẩy. Để con bật lá. Không quẩy mà. Không quẩy kiểu này đẹp này. Cứ bắt con quẩy mãi. Bác Trung không được bác Trung. Bác này cần gì? Anh có biết quay lên rồi. Mít. Thích tâm mua xe rồi à chú? Tài trả lời đi. Quay trọng về đây. Đây này ngõ này là. À nhà tay đang chạy từ trên nhà tay chuẩn bị lấy lịch xu nha. Tài mới bắn phốc á. Ta chuẩn bị lấy đang phân vân chưa lấy số vào chú. Đi nha, ta chả biết lấy xe nào ấy. Cẩn thận hướng tay vào cần số. Oh yeah, một mình người ấy. Mới này nó bỏ đi cơ rồi nhỉ. Lâu lắm chả đi đây rồi. Mới vẽ lại. Tăng số 4 luôn, đường nó thoáng. Alo. No shoes no. Đây ngon đấy, mới lạ mà. Mới giải thảm. Ai bánh mì. Bánh mì không có. Nó vá cái chỗ này xong rồi nó giải thảm lại. Nó phải mà cái này là tên Bluetooth của mình. Con Bluetooth của cái loại nó chỉ thì em không biết. Bích. Bích nhưng mà bây giờ nó không ra được. Bích. Sao cái này nó khó kết nối thế nhỉ? Bác chua cho mà, mưa to loa lên bác. Mưa từ tạp Bluetooth của mọi người tạp đấy. Em từ bạc ba rồi. Còn yêu thì đêm nào ta không say vì không có ai đâu. Samsung đâu. Samsung 5 em của bác Trung à? Ta cùng thuê ở giờ đây đã có người thuê rồi. Bảy nhưng hết bảy. Em thì qua bên với những con lo nhiều hơn từ công ty chơi. Anh xin đi. Anh xin đi là quay thái của em. Thứ hai luôn. Để giật. Đây rồi, mình kia rồi. Anh có mình ngu rồi anh có. Bắt chưa? Rồi. Alo. Anh bắt có nhà lòng. Em bắt mà nhá. Mà biết tại sao là máy mỡ tắt được không? Máy của mỡ là không có wifi. Có gì? Mà có. Em phát wifi cho mơ được không? Bà sợ. Vui. Ơ sao phát được rồi anh? Bao giờ? Đóng cửa rồi. Tắt cái đèn đằng sau rồi đi mít. Đóng cửa mùi nhựa đường quá anh Hương ơi. Việt Nam mang người tham quan.
Tường hát à? Tường Nhan tường hát à? Tường hát đấy. Nay anh đổi sang rồi nhỉ? Hả? Nay anh đổi sang chưa? Nó vẫn đổi đi ấy. Đang test. Từ đâu thế? Đi nha. Về vẫn đủ. Cái kim nó hỏng à? Nhưng mà dựa trên cái công tơ mét thì là chưa khoảng 100 cây nữa. Để xem nó có chuẩn. Thôi mà đóng kính đấy. Mà điều hòa mà. Mở kính à? Ôi tắt điều hòa bỏ gì? Để cho nó mát. Để ai tắt ra? Dưới này bụi lắm. À đây à? Cái này sẽ nhắn hai đường đúng không? Một cái khóa em cài mãi mau. Anh đưa em qua quãng đường dài. Để thành đôi. Nguyên một em là hẹn ơi. Bố cẩn thận nhé, chỗ này sóc rồi. Mọi người có muốn con hát tiếp không? À, sát bên đấy rồi. Phải YouTube đâu. Mình như mình lại. Dạ. Cả nhà mình đi chơi nha. Nguyễn Như Minh nha. Cả nhà mình đi chơi không? Ờ gì nhỉ? Cùng mấy tấm à? Thôi ạ, quên em đi. Rửa đây để cho nó sẽ thủ đây. Ba chung ơi. Ơ, bán mắt đa ngoài chứ ba chung. Ba giờ chứ. Bán mắt đa. Ba chung. Gần Messi ấy. Mở kính ra. Tắt tắt đeo hoa đi. Mở kính lên đời sáng. Say á. Ờ, say à. Cháu lại đảm bảo say là. Mệt quá. Đúng rồi, cháu xuống đây. Chưa, được chưa? Ê, đi đường dài này bố chẳng lái đêm đêm mà có bị giận không? Vì tình yêu đã sẽ chẳng lâu về. Vậy có những mình cây thu đêm. Tình yêu như giận gió thoáng qua đêm. Người hãy quên em đi. Hay không quá, hay không, hay không? Cho bé hơn một tiếng. Vâng. To hơn một tí thế là bé quá.
không về à? Này được chưa? Bắt chung. Em mệt đấy mà. Bắt bài 2 bài cô thầm không về. Có nhiều chuyện. Ơ mà bắt sao bắt tải lắm ấy nhỉ? 16 trang. Co tải cho mày. Vẫn cái bài của cò ở trong document. Đâu có nhiều bài khác mà. Bắt tải thêm mà. Con tất đấy rồi. Dạ. Con tất ở trong đấy rồi. Đấy là ơ cháu tải có vài bài mà. Với cả anh bảo anh có về vài bài đấy. Anh bảo á. Nói chung ạ. Cô Hà Nội bên chéo bài này cái kẹo. Hả? Kẹo gì đâu? Không à? Cười quên em đi. Cho mong chi nữa. Tiếng thương gì cho lòng thêm chút xa. Tình yêu đơn sẽ. Không thử tắt à? Không thử tắt. Hay đoạn này nó vẫn cô nó không tắt. Lái cao lái thẳng đấy chứ mà nó không tắt đấy chứ. Đừng nói là lại. Người hai quên em đi. Bố đi cho cô ơi. Đưa mãi tay mơn đi mà. Mít. Không. Mít tay hát bài không? Không. Người anh Tài hát bài. Để con hát bài này đã. Đưa anh Tài viện cho tên mình chạy tên nhá. Mày anh ta là mày nó làm được đâu. Mày đừng mày. Anh mà bài độ ta không độ nào. Mày nhìn mà anh ta thì đồng là đồng à. Mà anh ta nó phải có chủ nhân nó mới đồng được. Độ ta không độ nào. Hát bài gì sung sung tí. Chẳng thể nói ra ai đâu không không. Chẳng thể nói ra là thế em hát đâu. Không, hãy trao cho anh. Hãy trao cho anh. Không, 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 không. Tắt đằng tay à? Em tắt bằng tay. Nó không tách như mấy hôm anh nhá. Hôm qua là nếu vậy là tách 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 ấy. Ừ. Kiểu nó nhảy ấy. Đây là cua nó ít quá. Uống chơi ra. Vẫn xong tôi đôi à. Tiếng mõ vang lên phố phàng. Đường ngon phết. Đường này cân quen à, cái chỗ nào bán hoa quả anh Hưng nhỉ? Sợ bầu sao. Hay vào Vinmark mua. Vào xuống nhà cậu Trung, xuống nhà chú Hùng thôi. Hai nhà tôi đi nhiều không đi được. Chú Hùng không? Chú Hùng em không thường. Làm gì? Đi đi mà. Xuống đây chơi. Không. Mất công đi đây chơi. Người ta lại bảo hôm nay biết ạ. Xe thì về. Xe ấy xong rồi thay ra. Đập ẩm lên như cậu. Có cái xe nào ấy. Xe số kẹt. Số kẹt con chưa ấn hết. Con hết dẫm kịch à. Do bác Trung bác điều chỉnh cho bố mẹ. Nhấp nhấp chân con ấy. Dẫm ra ra vào ấy. Đấy. Em gái mưa. Con dẫm nhiều quá nó lì rồi đấy. Nháy để nó nhả ấy. Bây giờ anh Tài hát cho con đúng công tàng này. Người đưa anh Tài hát cho con mít. Người hát lúc của bài này thôi. Thôi nhá. Con hát rồi cứ hát. Đưa anh ra người xem này. Anh Tài hát hay không ấy. Anh gầm ở đâu? Đấy, cái công tắc xanh xanh. Đấy gì bà rồi gì? Để cho nó hạ đi. Lên nhà xa. Anh Tài thử hát bà. Anh Tài thử hát rap xong nó. Hát không nhỉ? Xuống Vĩnh Yên rồi mua thiếu gì. Số 4 à? Số 4 à? Cảm giác là gì? Đường này thì số 3 là được. Không, số 4 được. Mắt của mình thấy là căn đường nó chuẩn. Hả? À, mắt và quả đấy không nhìn được ạ. À. Nhìn đấy. Chói quá. Chói nhìn xe to. À nó to. Xe to cho nên mình đi ấy hơn. Nhưng mà xe 4 chỗ nữa thì đặt lóa đâu. Vĩnh Yên rồi. Nhiều. Đến rồi. Chưa. Thì có nhìn là biết.
con nghĩ nó quẩy dẻo á. Ai mày cả bành, còn cả bành đi đây. Quẩy dẻo lắm, dậm chân cực dẻo. Dậm chân các kiểu nhá. Dậm chân các kiểu luôn. Con dẻo hơn. Lâu. Có tuổi, dẻo quá cái mình. Ôi, chân chân nó bị dẻo, chân dẻo nó bị dẻo. Đây ngồi trên xe thôi. Có ai gọi đâu? Đó, vẫn một chiếc rồi. Ngồi ô tô mới thấy như thằng vượt phải nguy hiểm. Anh vượt bài bạn tình ơi đi anh. Sao vượt bài đấy? Anh là ai? Sao phải vượt bài đấy? Con thích nghe bài đấy, bài bạn tình ơi. Bạn tình ơi như nào? Bạn tình ơi hả? Bạn tình ơi cái gì đó. Cái gì đó là cái gì đó. Tôi để Bách Trung mở đài cho hay. Thôi. Mở nhạc này là một nhạc hay. Bách Trung to tiếng lên Bách Trung. Lần đi. Nghe theo anh pha bé đi. Mất trống là nào nhỉ? Biết rồi. Mất cái loa trầm làm sao rồi? Hay là nó sóc dây điện hở đâu? Chắc. Đã nghe câu chuyện vừa rồi trong sớm nói em sao xinh đẹp sao ở quê làm gì mà em cứ tìm những mơ mộng em muốn cách xa đời này bỏ lại anh với tiếng yêu thương sao buồn của nó vẫn sáng nghe trời theo đến tàn kiệt ngày em hành trang bước đi mặt hồ phản chiếu bóng người nhưng cũng muốn em ơi ở anh ngưng học cái cách phanh nhẹ hơn một tí già phanh rồi. Rồi, đề rồi. Ai cũng phải có khát vọng trong cuộc sống này phải không em? Để lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em hãy quên quên. Quên đi những ký ức đẹp. Quên cả giấc mơ em lắm lắm. Nơi đây không có cái em lắm. Phải cảm ơn em. Đúng rồi, kiểu xã em. Tại ra thì một tài văn đấy, một tài ra. Xe này nhân tiện cho tôi đi. Chạy không? Thôi. Cái này đi cái này bơi rất dù anh không nghe đi ở chị nữa bơi rất dù anh không nghe đi bơi đạp cái tôi là nhà em tâm sẽ cho người đi chị xe này nhớ một thời rồi trên tay anh tâm thiết cứ xe ngược chiều không bật rồi. Em đã nghe câu chuyện vài giờ trong sớm nói em sao xinh đẹp sao ở quê làm gì mà em cứ tìm những mơ mộng em muốn cách xa nơi thép à này thép à thép thép đặc anh đã chạy theo đến tàn kiệt thép nến chân bước đi mặt hồ phản chiếu bóng người nhưng cũng muốn em ở lại sẽ không còn những cánh diều những buổi chiều tung tăng vai mây gió sang chưa? Chưa, còn được 100 cây nữa mà. Đúng theo tính toán này. Bố mày đổ xăng đầy và mang về đi. Được. Không đi đổ xăng vào đi. Không, có nghĩa là để cho nó kiểm tra nó đúng cái công tơ mét. Cái đổ cái lần trước xem nó đúng không? Cái xe bác cứ đi đi lần sau để bác đổ ai đổ xăng cho nhá. Đi đổ bao nhiêu ở đây? 500 á? Phải lo 500 hay 800 anh? Bình tĩnh. Hả? 500 hay 800? Nó có 700 mấy ấy. 700 mấy ở đây bây nhá hả?
7.3 nha. 77 nha. Vâng, hôm trước là nó vẫn còn xăng mình đổ vào là vẫn thêm 7.3 nữa. Còn đầy bình thì chưa bao giờ chạy hết bởi vì là chưa sửa được cái kim kia. Hôm nào là đặt nó nhưng mà nó bảo chưa có. Có nghĩa là hôm mình mua hay là nó vẫn còn xăng. Nên là mình chỉ đổ thêm 7.3 nữa. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Cất cốt kim đẹp không? Bưởi còn những là ăn được con này, tại đây là ăn được nó không ăn được. Ăn được chứ. Ăn thế nào? Cuộn nó mờ mố nó. Ô, mẹ. Bạn mẹ có bưởi dâm. Mẹ có bưởi gì có bố ấy. Bác chung giữ được ấy. Bác chung có cái cây gì là cây gì mà ngũ quả hay là cây gì mà nó có nhiều quả là cái dùng biện pháp gì ấy nhỉ? Bác chung. Cây mà nó trên mờ một cây bưởi như kiểu nó có nhiều quả ra trong cái gì ấy, ghép cành à, hay là khi nào cháu thử trồng một cây bưởi to ấy. Nhưng mà lấy ơi bơm máy làm gì, bay đi. Đến với một tiểu phẩm vui, tác giả Đinh Tiến Dũng với sự xuất hiện của ba nghệ sĩ hài Quang Thắng, Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh. Xin mời quý vị. Hiền ơi, thế giờ này vẫn ngủ chốt, ngủ nổi, ngủ thốn, ngủ phanh ra thế à? Con dậy rồi đấy. Mẹ ăn mình sổ không bờ đâu. Cho mượn mày. Sao bật này anh Trung? Hả? Có bài thai ấy. Em ơi là sao nó canh như thế? Con mấy này lần sau mẹ cho con vào bà ở nhà không đi đâu đâu. Mai để ổ nhiều mai thế. Đi này để cho bố điện đến xe luôn, im trật tự. Đừng có lắm chuyện. Hello. À lại lên nha. Người hôm nào về bố lái cùng bọn Trung không có thì chết đấy. À, đang đi chơi nha cả nhà. Tao điện thoại. Anh nói bên em như là xa lạ. Này nha. Thì cho anh nó chứ tao cái này hết chứ. Nha chỗ anh dưới mây này giờ gai chạy cờ tao không biết nha. Bỏ hẳn chân ra khỏi chân côn này đấy. Bỏ hẳn rồi. Mẹ ơi, có bốn mà. Bác chúng ta bật xuân hương đi. Bỏ em này đẹp nó đi ngay ngang đấy. Không. Chú ý bà, cái này á. Mà nhỏ đấy. Từ tơ để đeo phố này nè. Tháo ra nó vít lại mỗi con ốc vít rồi.
nọ nó lắp con ốc nhỏ quá nó tụt trôi rồi. Đang số 4 không ga này. Xe máy em lan sáng 5 giờ sáng đi. À. Ok anh vẫn ở O2 mà. Đi 35 phút rồi lan nhỉ? Xa hơn của Vĩnh Yên. Đi 35 phút đây rồi nè. Đi nhanh lắm. Hôm đấy đi xe máy sáng nữa. Mình đi từ trên kia xuống là 35 phút rồi á? À? 35 hay 45 phút. À, thế anh Hương đi chậm. Kìa. Em đang đi Nha mà. Chỗ này nó bắt hai sinh nhan. Sinh nhan bên này trước xong rồi vào bục tròn lại sinh nhan sang trái. Quá 60 phải đi số 5. Nha để số 4 này. Thử lên số 5 từ hôm đấy chưa lên số 5 đâu. Mẹ ơi. Rồi. Đấy. Đi, từ hôm đấy chưa được đi số 5 nữa. Đi số 5 như này nó vẫn đủ mà. À, nhưng mà đấy là do em giảm ga chứ lúc nãy là em đi tốc độ lên 75 rồi. Mày hay xem điện thoại này chắc là mày say là phải. Không phải. Đúng. Đấy, như này là thành yếu. Cái này phải về số 4. Đấy, nó là số 50, 45 rồi. Nhiều với cả là chạy điện thoại là đâu. Lúc nay lên 75 thì lại chạy đi số 5. Nhưng nếu nó có quan tính nó vẫn ổn định. Nhưng nhẹ xe hơn nhiều. Càng lên số cao nó càng nhẹ xe. Để kia nó cứ gì. Nhất là đi số 3. Mẹ ơi. Đỡ côn tí cho nó mất tiếng ngủ. Đấy, đấy, đỡ một tí xong nhả ra luôn. Đỡ mớm thôi. Không thích chiều con kiểu như thế. Đấy đúng không? Không hết chiều hết con dùng mẹ đâu. Đừng đòi hỏi. Không phải em đòi hỏi được đâu. Dù xa anh yêu tôi vẫn nhớ nhớ con đường nào. Mẹ ăn đi. Bài này là bài gì? Bài này bài gì anh? Cái này nó là liên khúc ấy à. Cái file này nó là tổng hợp nhiều bài. Lái xe phí nhé. Lái xe phải có, phải nghe. Thành phố này. Biển thành phố. Ôi, xe lên thôi. Con mình đừng đạp bay tay nha. Anh ta không phải lúc nào đạp mai đâu nha. Hả? Không có cái bát kia nghe chán nhỉ. Cái xẹt xẹt. Đang nó chạm một giây thôi. Mất tín hiệu. Loa vẫn có nguồn. Loa đằng sau vẫn có nguồn nhưng mà mất tín hiệu. Đó mới còn trọng chứ. Nó lỏng cái dây này. Bác Trung ơi. Bác Trung. Nếu mà mua mẹt thì mua ở đâu? Mua gì? Mua mẹt á. Mua mẹt á? Ừ. Tại chợ. Chợ bán thiếu gì mẹt. Không mua tô cơ mẹ xin đẹp á. À tưởng là mua cái mẹt thì có chợ thiếu gì. Chú Đình mua cô nè. Mua mẹ xe đẹp mua đâu? Hả? Hà Nội. Ở Việt Trì không có hả? Đâu con mẹ. Con nằm xuống đi. Em để không? Nằm mua
Xuân đây. Nhìn Phan Viết Phúc Xuân rồi. Đây cậu ơi cháu. Đó. Ở đâu rồi? Chương trình thôi. Nó lỏng ở đây này. Ơ có chạm chân vào à? Không. Tôi mệt rồi. Bác không sờ thôi, bác sờ vào đây mất rồi. Đấy. Đấy, thấy đây ở đấy rồi. Ở đâu đấy rồi? Ở đây đây đây. Đấy. Nghe hay hẳn đấy. Nghe bảo thằng này. Nghe cầm qua hôn nè. Hay là mít ngồi không người kia? Hay mít vặn vặn thì sao? Có rồi à? Có rồi. Cho bài Ôi, có một bạn còn comment nữa nhiều lắm, comment là vì chắc xem ta chẳng tỏ tỏ vất vả lắm chả mọi người chả nhìn đến cái chỗ bán hoa quả nào chứ đến mẹ mẹ rồi. Vừa nay có phim mắt chẳng vào để đến với câu chuyện của buổi sáng. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Song thân chết không đâu, phải là đâu có trống đâu nhỉ? Nó bên nhà có trống. Lên 60 rồi chưa tăng cơ vốn. Bất đồng về ga mới vẫn chưa có trống hết ra. Tôi sợ mẹ mày chảy thế chứ tôi đặng ấy. Thôi kệ. Xin tụi em tìm đi. Hãy chào cho anh. Bài này giật lắm mà vào bên chung ạ. Nếu mà ấy là bên trong này nó phải bụng ạ. Trống chứ mà trống kia nó lên bùm bùm bùm. Hello rồi, bảo tôi coi. Rồi, biết rồi, hello. Anh Hưng lộ vậy à? Anh Hưng qua nhà ông Hùng rồi à? Qua nhà ông Hùng rồi. Đó kìa. Vẫn nổ à? Chết rồi. Đường binh đang đánh chạy vào đường đấy vợ vào số 1 đi. Đây thì đường là để số này mới là khó này. Em anh hưởng cái đường chứ đừng hưởng xe nhau. Giật giật nhiều thì để nó đi trước ạ. Bố mày rẽ vào đoạn T50 này. Đây này, T50 phải này. Rẽ vào đâu? Sinh An dần sang đây đi. Để vào đây có gì đi xuống dưới cây đầy thiếu gì? Trong này có hàng hoa quả này. Nỡ cồn. Lần nào về chở rẽ vào đây làm này. Mười chiếc bể. Ồ, ừ.
là gầm cao ha. Mọi người được. Mọi người ơi. Dạ. Mọi người ơi. Dám con ra số đã. Ra số thôi. Ờ. À, xuống xem cái loa rồi. Hả? Xem đâu? Bật đèn đây. Ở dưới kia hả? Bông nước khuya trong màn đêm núi.